Chào tất cả các anh em trở lại với trang công nghệ của TND. Như đã hứa thì hôm trước anh em nhờ mình tư vấn một chiếc laptop trong cái phân khúc đó là làm lập trình cũng như đồ họa cơ bản, bền bỉ và gõ bàn phím nhiều, hoạt động trong môi trường kinh doanh mà lại muốn mua ThinkPad. Bởi vì theo anh em tìm hiểu là trên mạng nếu mà những chiếc máy này có giá bán cực kỳ cao thì hôm nay tớ sẽ giới thiệu các bạn đó là phiên bản T480S. Thực tế thì chiếc ThinkPad T480S được ra mắt đó là 2018 và được bán rất rộng rãi. Đầu tiên thì phiên bản i5 nó đâu đó khoảng tầm 28 triệu bán tại các hệ thống siêu thị. Và qua một năm bây giờ, nếu như có còn shop trên thị trường thì nó sẽ có giá khoảng 24-25 triệu để các bạn mua giá mới. Còn những chiếc ThinkPad mà mình xách về hôm nay được trang bị chip cao nhất của nó đó là i5-8350U hoặc i7-8550U. Mình sẽ bán cho các bạn là giá 19.900.000 các bạn lưu ý là tại thời điểm này. Còn nếu mà sau này thì chắc chắn nó sẽ còn rẻ hơn. Máy được trang bị đó là i5-8350, RAM 8GB và SSD 256GB và con Samsung đang sử dụng trong máy đó là PM981 LVMe với tốc độ cực kỳ cao với khoảng hơn 3GB một giây, đó là tốc độ đọc, và hơn 2GB một giây, đó là tốc độ ghi. Và với màn hình 14 inch Full HD IPS với tỷ lệ màu cũng tương đối tốt, độ sáng màn hình 300 nits. Và bây giờ thì hãy cùng mình mổ xẻ cũng như cài các phần mềm test xem chiếc máy này có ngon hay không, phù hợp với các bạn hay không. Mời các bạn cùng xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, trên bàn của mình đây đó là một cái thiết kế tối giản của chiếc ThinkPad T480. Thưa các bạn, dòng này nó sẽ có T480 và T480S. Chiếc T480S nó sẽ mỏng hơn. Thưa các bạn, là chất liệu của chiếc T480S đó là polyphenyl sulfide, viết tắt của chữ PPS, với bề mặt được phủ một lớp cao su. Thì các bạn có thể thấy là đặc trưng của cái dòng ThinkPad thì nó như này. Cái vật liệu này nó la lá kiểu giống như ma duê, nhưng mà có thể chắc chắn mà chịu lực xoắn và đập tốt hơn. Các bạn thấy nhé. Và tiêu chuẩn của chiếc máy đạt đó là tiêu chuẩn STD80G, một tiêu chuẩn siêu bền về của quân đội. Với STD80G thì chiếc máy có thể chống va đập này, hoạt động trong mọi môi trường, bụi bẩn này, thậm chí là sa mạc, bắc cực thì các bạn biết rồi. Nói chung là nó sẽ hoạt động ở trong những cái môi trường khắc nghiệt nhất. Trọng lượng của máy đó là 1,63kg, đây các bạn sẽ thấy này. Cái cảm giác đầu tiên mình cầm vào nó cực kỳ chắc chắn và phủ một cái lớp cao su bên trên như này thì nó sẽ chống bám vân tay. Các bạn thấy là đó. Và logo ThinkPad huyền thoại, khi chúng ta bật máy lên cái đèn nó sẽ sáng lên các bạn nhé. Được cái chất nhất của ThinkPad là các cổng của nó vẫn làm đầy đủ như này, nó sẽ rất phù hợp cho các bạn làm văn phòng. Ở bên tay phải của mình thì sẽ có cổng phone mic chuẩn 3.5 USB HDMI. Và đây là ký hiệu của cổng USB có tích hợp cắm sạc pin. Chiếc máy chúng ta không cần khởi động, chúng ta có thể cắm các thiết bị smartphone, điện thoại di động hay máy tính bảng cắm ở đây sạc các bạn nhé. Và đây là cổng LAN của máy, thẻ SD. Đằng sau thì bản lề của nó là một bản lề thép như này với 28.000 lần cập mở theo tiêu chuẩn quân đội. Êm lắm các bạn ạ. ThinkPad thì nó dùng nó chuẩn chỉnh lắm, chắc chắn. Các bạn ơi, đây là giao tiếp cổng Thunderbolt và sẽ cắm thêm một cái dock mở rộng để cắm hai cái này của ThinkPad phát triển riêng. Chúng ta có thể ra rất là nhiều cổng ra bên ngoài. Chú ý là với giao tiếp Thunderbolt thì các bạn có thể cắm Ethernet để tăng tốc độ kết nối của cặp màn hình cũng như xử lý của đồ họa nó mạnh hơn nếu cắm qua cổng Thunderbolt như này. Với Thunderbolt thì chúng ta sẽ có thể truyền tải dữ liệu lên tận 40GB một giây qua cái cổng này. Âm thanh và hình ảnh đều chuyển rất là ngon các bạn nhé, có thể cắm ra cả màn hình nữa các bạn ạ. Ở đây là một cái hốc để tản nhiệt này, thổi khí nóng bên trong máy ra. Các bạn ơi, riêng phần thân máy gồm nội thất, đáy máy được làm bằng nhựa gia cường bằng sợi thủy tinh. Đây là một chất liệu rất tốt, bền bỉ. Các bạn sẽ thấy là những cái khe này sẽ là hút không khí vào để tản khí nóng ra bên này. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có hai khe này là nó sẽ chống tràn, mà không may mà một chút nước chảy vào bàn phím chẳng hạn thì nó sẽ trôi xuống đây, sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng bo mạch cũng như bàn phím. Ở đây sẽ là có hai cái ốc loa này. Còn đây là cái cá chúng ta mở pin nha các bạn nhé. Các bạn chú ý thì dòng này sẽ có hai quả pin. Đây. Nó sẽ còn quả pin trong, bây giờ thì mình sẽ tháo ra để mình mổ xẻ chiếc máy này luôn nha các bạn. Ây chà chà. Anh em có thể thấy đây là nội tạng bên trong của chiếc T480 ThinkPad. Đây là con wifi AC này. Với băng tầng 5GHz thì với con wifi này nó bắt cực kỳ khỏe. Ở đây sẽ là... cái này là cổng chờ chúng ta cắm quang các bạn nhé. Cổng chờ cắm quang, nhưng theo thông số của nhà sản xuất thì chiếc máy này sẽ cho phép chúng ta cắm thêm một cổng SD thứ hai nếu các bạn muốn cắm ở đây. Ở đây là cổng SD giao tiếp ngắn của nó là 2240 này. Nếu cắm ở đây chúng ta sẽ dùng quang đó. Và đây là cái ổ cứng 2.5 inch thông thường này. Ở đây thì nó sẽ cắm cái cổng chuyển bên trong, chúng ta sẽ thấy nó là cắm M2, nhưng cái này là cắm cáp chuyển nữa các bạn ạ. Còn đây chúng ta có thể lắp được ổ cứng 2.5 inch. Nếu mà SSD chúng ta lắp thì nó sẽ lắp ở đây đó.
Và chỗ này sẽ là chờ thì phiên bản này sẽ có cảm hình rời. Đó, ở đây này. Nhưng phiên bản thường ThinkPad thì chúng ta sẽ không dùng cảm hình rời, máy nó nóng hơn. Bởi vì chủ yếu sẽ dùng cho các bạn dùng văn phòng và các bạn dùng để lập trình. Ở đây sẽ có hai slot cắm RAM các bạn nhé. Đây này. Đó. Vị trí chiếc máy này có thể nâng cấp tối đa đó là 32GB RAM. Đối với anh em chạy các phần mềm giả lập hay các anh em mà chạy nhiều ứng dụng liền một lúc thì dung lượng RAM càng lớn thì chúng ta sẽ bật được rất nhiều phần mềm. Còn thông thường là chúng ta sẽ để 8 hoặc 16GB. 8GB thì chúng ta đã bật được khoảng trên chục tab rồi. Còn nếu mà 16GB thì chúng ta có thể bật được đến 25 tab trôm mà không hề ấn gì. Có thể bật thêm các vài phần mềm phụ trợ thoải mái luôn. Vâng thưa các bạn, pin bên trong của nó đây, nó sẽ là 11,46V. Dung lượng bên trong của nó là 2,095Ah, 24W. Các bạn sẽ thấy này. Với hai quả pin này thì anh em thoải mái có thể dùng được khoảng 6 đến 8 tiếng. Và một cái quạt nằm mát này. Riêng quạt của ThinkPad thì nó mệnh danh đó là hệ thống làm mát ổn định nhất thế giới, mát êm. Và đây là CPU. Các bạn chú ý đi, CPU nó gắn chết như này thì chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp các bạn nhé. Và nếu mà có để chờ cái cả màn hình thì chúng ta cũng không thể lắp thêm mà được, mà phải chọn ngay cấu hình từ ban đầu. Đó, đây là pin set mode của nó này. Loa đây các bạn ơi, hai cái loa này. Khí nóng sẽ được thổi hết ở đây. Đây là cái khay cắm sim này các bạn này, lalo sim, sim nhỏ. Các bạn ơi, đây là mặt trước của chiếc ThinkPad T480. Các bạn sẽ thấy đây là cái chữ này. Phân biệt đó là T480 và T480S. S thì nó mỏng hơn. Còn dòng T490 bây giờ thì viền màn hình nó đẹp lắm các bạn ạ. Dòng này thì được cái đó là cho phép chúng ta nâng cấp RAM cũng như ổ cứng thì nó tuyệt vời hơn so với những cái dòng mà không cho phép nâng RAM ổ cứng. Bởi vì chúng ta sẽ tùy chọn theo cái nhu cầu của chúng ta. Phím thì nó vẫn đặc trưng của các dòng ThinkPad thì các bạn sẽ thấy là hành trình phím rất cao, lổi. Và nó sẽ hình chữ U này. Nét phím thì nó là màu trắng các bạn nhé. Đây này, các bạn thấy không ạ? Nói chung là thiết kế tối giản, nó nhìn nó cũng không quá màu mè, không quá phức tạp. Đó là ngôn ngữ của các dòng ThinkPad. Ở đây chúng ta sẽ có một cái camera này, có thể bịt camera đi nếu mà chúng ta không thích. Để tính năng này nó là bảo mật đấy các bạn, đây là bịt đi này. Ví dụ như này. Ở đây sẽ có cảm biến của mic này, hai cái lỗ mic và cái cảm biến cam ở đây. Viền màn hình nó làm bằng nhựa, các bạn sẽ thấy này. Đó. Phím bật nguồn của máy ở đây. Các bạn chú ý đây là bảo mật vân tay ở góc này các bạn nhé. Và chữ ThinkPad này. Đó. Các phím bấm của nó này. Phải nói là bàn phím của ThinkPad đó là cụ các loại bàn phím. Không có một cái bàn phím nào trên thế giới có thể khả năng nhập liệu cũng như bấm sướng bằng cái bàn phím của ThinkPad dòng này. Cực kỳ chính xác, bấm nó êm nữa các bạn ạ. Làm việc vào đêm sướng luôn. Đó. Chuột này, checkpoint con chuột dùng ở giữa bình thường. Và con chuột này thì các bạn sẽ thấy đây là 3 phím bấm ở trên và 2 phím bấm đây. Tính ra là con này có 6 phím bấm, trái phải chúng ta bấm bình thường nhé. Đây này, ở góc này. Đó. Và cái con chuột này nó sẽ hỗ trợ các bạn cảm ứng đa điểm. 3 phím bấm ở bên trên, bấm cũng rất là sướng luôn. Này. Đèn du này các bạn thấy không? Nhấn này. Chả tiếng động luôn. Ngon này. Đó. Với bảo mật vân tay như này, chúng ta cài vào thì nó sẽ mã hóa chúng ta cả ổ cứng và bảo mật tất cả. Nói chung là không ai có thể phá cái này đâu. Nên các anh em yên tâm, dữ liệu chúng ta dùng sẽ là đảm bảo tuyệt đối luôn. Từ bữa nãy giờ đến tớ đã bật sẵn cái phần mềm Full Max để test chiếc máy này. Thì các bạn chỉ thấy là đó là một chiếc ThinkPad. Điểm mạnh của nó là gì ạ? Đó là hệ thống tản nhiệt. Quá mát luôn. Với mức FPS có thể đạt 500 ở chế độ 2D với CPU đời 8. Thì các bạn có thể chú ý ở đây đó là con GPU ở đây nó là on ấy. Thì các bạn sẽ thấy là cũng 60 mấy độ này. 66 độ, cái này hai cái này thực tế nó là như nhau thôi. Bởi vì không cộng hình rời trong máy. Này, chế độ 3D này. Một chiếc máy được trang bị chip U và không có cản đồ họa rời, chính vì thế nên cái 3D của nó sẽ rất là yếu và mức FPS chúng ta nhận chỉ có 7 thôi. Còn nếu mà ngon thì nó tầm 450, 50 FPS thì ngon được. Đó. Nó rất là giật. Cái này nó sẽ không hỗ trợ cho mấy anh em mà chơi game chuyên nghiệp hay làm đồ họa render chuyên nghiệp, dùng kỹ xảo với siếc là không ok, bởi vì cấu hình không đủ, lag luôn, căng luôn. Anh em chú ý nhá, chiếc máy này được trang bị đó là chip U, nhưng mà lưu ý là CPU sẽ gắn chết ở trên bên nên chúng ta sẽ không thể nâng cấp. Chính vì thế là anh em mua máy phải chọn ngay là i5 hay i7 ngay từ ban đầu chứ chúng ta sẽ không nâng cấp được. Các bạn sẽ thấy đây là con i5 này, 8350U, đây là con CPU i5 đời 8, nó còn gọi là Corporate R, cao cấp nhất này. Đó, bộ loại 8 luồng. Và chiếc cảm hình on đang sử dụng trên máy đó là UHD Graphics 620. Việc CPU đời 8 nó nhân số lõi số luồng lên, nó sẽ mạnh hơn một chút so với phiên bản i7-7500U, phiên bản cũ hoặc 7600U. Các bạn thấy là khả năng render của nó tương đối tốt, bởi vì số lõi số luồng nó nhiều hơn.
Mặc dù là chiếc U thì không hỗ trợ đồ họa quá nhiều, nhưng với một bức ảnh 3D thì nó vẫn có thể ren xử lý được. Nhưng mà cái thời gian nó ren thì nó sẽ lâu hơn so với những máy mà chip H hoặc là chip HQ thế hệ mới. Đấy, các bạn sẽ thấy là cũng đâu phải là quá chậm đúng không ạ? Ôi xa, điểm CPM của nó 685 CB, tương đương khoảng 60% sức mạnh của con i7-8750H tính nhỏ của CPU này, khá khỏe. Với con CPU này thì anh em sẽ rất là yên tâm sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD hay là các phần mềm tính toán, thì con CPU này tương đối là ngon lành, có thể chạy giả lập được. Vâng, thưa các bạn, với 8GB RAM thì mình sẽ thử xem bao nhiêu tab web các bạn nhé. Đây, mình sẽ mở thử thôi. Các bạn sẽ thấy là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Thực tế thì với một cái màn hình này, đối với dân kinh doanh thì chúng ta cũng chỉ mở khoảng 10 tab thôi. Mình thì hay thói quen là vừa đọc báo, vừa xem phim và lướt các trang tin tức. Ở đây các bạn muốn xem máy sử dụng hết tài nguyên bao nhiêu, các bạn vào đây. Đây, các bạn bấm vào đây nhé. Đây, thưa các bạn, chiếc máy nó đang hiển thị ở đây là chúng ta có 8GB RAM thì đang sử dụng hết 5,8GB, 74%. Ổ cứng này, CPU này. Và cái card on nó cũng đang tham gia xử lý này. Đó. Ví dụ nhá, mình cho bật tắt thử tiếng đi không ạ? À, 8 tab hoạt động online, chạy mượt mà. Em này được cái là tích hợp wifi AC, nên chúng ta nếu mà đường truyền chúng ta tốt thì bằng tầng 5GHz nó rất là nhanh luôn. Đó, thông tin của ngày hôm nay là giá xăng đồng loạt giảm giá. À, tin vui cho người lao động chúng ta, đồng loạt giảm giá ngày hôm nay 15 giờ này, 16/8 mỗi lít xăng sẽ giảm được là 514 đến 544 đồng. Nói chung là cũng ít nhưng mà ok, được, cứ xăng rẻ là ngon lành. Mình thử xem bên trong, mình thử tắt đi nhá. À thôi, cứ tạm thời để đây đi, chúng ta sẽ xem dung lượng, kiểm tra bên trong này. Một số bạn hỏi là kiểm tra máy có Bluetooth hay không, thì Bluetooth vào đây các bạn này. Đây, đây là con chip Bluetooth này. Camera rơi có hay không các bạn vào đây này. Các bạn sẽ thấy con wifi đang sử dụng trên máy đó là AC này, 8265. Đây là con wifi rất khỏe của Intel này, với băng tầng 5GHz, anh em bắt thoải mái luôn. Ở cứng của chiếc máy đó đang sử dụng nó là Samsung PM981. Đây các bạn thấy này, ký hiệu của nó này, check ra nó là Samsung PM981. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc màn hình 14 inch Full HD và có tấm nền IPS các bạn nhé. Mình sẽ mở hết cái loa. Các bạn chú ý đến phiên bản này, nó có màn hình là HD, đó là 1366x768 và màn hình Full HD là 1920x1080. Ngoài ra thì nó có màn hình 2K, đó là 2560x1440. Các bạn ơi, chiếc màn hình Full HD nó đạt độ sáng đó là 285 CD trên 1m², người ta còn gọi là cường độ ánh sáng. Với tỷ lệ phủ màu của nó đạt 54% sRGB và 34% Adobe RGB. Tính ra thì nói thẳng với các bạn là chiếc màn hình này nó chỉ vừa đủ dùng các bạn thôi. Bởi vì ThinkPad thì nó sẽ, cái màn hình của nó tối ưu mà chúng ta nhìn thì mình cảm thấy nó rất là mịn. Bởi vì nó sẽ có một cái lớp gọi là chống lóa trên các dòng sản phẩm ThinkPad rất nổi tiếng luôn. Mà riêng mà các bạn mà làm việc lâu, thời gian từ 8, 10, thậm chí là 15 tiếng một ngày để nhìn cái màn hình này, chắc chắn với các bạn không bao giờ mỏi mắt. Cái góc nhìn của màn hình IPS thì nó sẽ đạt là 178 độ. Các bạn thấy này. Đó. Đây không phải là một cái màn hình xuất sắc, nhưng tôi cam kết với các bạn đây là một cái màn hình tốt để các bạn làm việc văn phòng, cũng như các bạn mà ngồi làm cái thời gian, làm việc dài. Cái độ sáng nó vừa phải, tỷ lệ màu vừa phải, dùng lâu không mỏi mắt, không nhức mắt. Vâng, thưa anh em, một chiếc máy để kiếm tiền, một chiếc máy để làm việc thì không quên những lúc anh em ta giải trí sự chết. Đó là những cái tựa game anh em hay yêu thích. Với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì không yêu cầu cấu hình quá cao. Với con chip i5-8350U RAM 8GB thì anh em có thể kéo mức FPS từ 70 đến 80. Và nhiệt độ để chơi game thì nó ổn định ở mức khoảng dưới 80 độ C. Được cái là hình ảnh thì chuyển động nó rất là mượt. Phím của máy này thì anh em cứ bấm thoải mái luôn, sướng luôn. Mức cài đặt mình đang để ở mức cài đặt cao nhất các bạn nhé. Còn với cấu hình này thì anh em có thể chơi giả lập, chẳng hạn như game PUBG bản mobile thì anh em sẽ chơi được anh em nhé. Chứ còn nếu mà cài bản PC thì chiếc máy nó không đáp ứng, không chơi được đâu. Còn nếu mà chơi đế chế với offline thì máy bắn thoải mái luôn. Đế chế offline hay những cái tựa game 2D hoặc thậm chí là 3D mà không yêu cầu cấu hình quá nhiều thì chiếc máy vẫn có thể cài được.
Đấy, mức FPS sẽ ổn định từ 70 đến 80, chứng tỏ là chiếc máy này chơi rất là ngon. Chả có treo giật gì luôn. Vâng thưa anh em, những chiếc máy như này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD hay các phần mềm đồ họa cơ bản. Ở đây thì mình đang sử dụng Photoshop, mà hàng ngày thì mình hay vẽ các, ví dụ như các bạn có thể vẽ banner, vẽ các biển bảng quảng cáo, hay là nói chung những cái công việc chỉnh sửa hình ảnh, chúng ta có thể dùng chiếc máy này cày online. Đó, với cấu hình này thì anh em thoải mái kéo anh em nhé. Quan trọng là con này thì RAM nó cũng nhiều mà tốc độ ổ cứng nó cũng cao, PM981 NVMe thì anh em load thoải mái, còn với con CPU đa lõi đa luồng thì anh em hỗ trợ thoải mái online. Đây chúng ta sẽ thấy là tài nguyên chiếc máy đang dùng hết bao nhiêu này, memory đang dùng hết 3GB rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xuất file. Đó, các bạn sẽ thấy, nói chung phần mềm này nó nhẹ thôi. Còn anh em có thể kể cả những cái phần mềm edit video ở dạng Full HD hay những dạng mà nó không quá nặng hoặc cắt ghép video thì anh em sử dụng thoải mái anh em nhé. Đầu tiên các bạn là sau khi mình trải nghiệm chiếc T480 thì tớ sẽ đánh giá như này. Đầu tiên đây là một chiếc máy ở phân khúc 20 triệu mà chúng ta có một cái thiết kế chắc chắn bền bỉ. Như các bạn đã biết thì đối với những người dùng máy tính lâu năm thì không ai có thể chê được những dòng máy tính ThinkPad. Những cái trải nghiệm của khách hàng luôn là tuyệt vời. Với hệ thống tản nhiệt làm mát ok, bàn phím gõ sướng, màn hình đẹp, cũng như cái hiệu năng hoạt động thực tế của nó cực kỳ bền bỉ. Chiếc máy có ưu điểm đó là trang bị đầy đủ hết các cổng kết nối. Ưu điểm của máy nữa đó là có khả năng, các bạn có thể thấy là nâng cấp RAM tối đa đó là 32GB. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể cắm hai ổ cứng liền một lúc, đó là ổ cứng M2 thông thường hoặc chuẩn ổ cứng 2.5 inch nếu mà chúng ta không cắm cổng chuyển. Ngoài ra thì có thể cắm RAM 4G và có thể cắm thêm một ổ cứng M2 chuẩn ngắn đó là 2240. Nhưng các bạn chú ý này, RAM với cả chuẩn ngắn chỉ dùng được một trong hai, bởi vì nó chỉ có một giao tiếp thôi. Các bạn cần cái nào thì các bạn cắm dùng cái đó các bạn nhé. Ưu điểm của nó có thể nhận tối đa đó là 32GB RAM. Màn hình con này thì thực tế thì mình đánh giá cũng tương đối tốt, đó là cái nhìn nó mịn mắt, nó không bị nhức mắt. Độ sáng của màn hình đạt đó là 250, với tỷ lệ phủ màu thì cũng vừa đủ để cho các bạn dùng. Với bảo mật vân tay cũng như các cổng kết nối truyền thống và có thể có Thunderbolt 3 để chúng ta cắm EGBU từ bên ngoài, thì đây là một cái thiết kế cực kỳ tốt để hỗ trợ bên ngoài nếu các bạn muốn biến chiếc máy này thành một chiếc máy PC. Nhưng mà rất tiếc thì với con CPU chip U thì nó cũng chỉ hỗ trợ cơ bản cho các bạn làm đồ họa thôi. Còn các phần mềm thông thường như Photoshop, AutoCAD hay các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh cơ bản thì chiếc máy nó làm việc rất tốt và có thể chơi những tựa game 2D, 3D mà không yêu cầu cấu hình mạnh, chiếc máy chơi rất là ngon. Ví dụ game các bạn có thể thấy là mình test game Liên Minh Huyền Thoại, mức FPS chúng ta nhận được từ 70 đến 80, mức cài đặt cao nhất. Nếu có các game chẳng hạn như PUBG bản mobile thì cũng có thể kéo đến 60 hoặc 70 FPS chơi cũng là ngon rồi. Còn các tựa game khác như là Đế Chế, Half-Life bắn thoải mái chơi ngon lành luôn. Còn với mức giá ở thời điểm hiện tại, một chiếc máy sách về open box như này sẽ có giá bán từ khoảng 18 đến khoảng 19 triệu tùy về hình thức máy, cho cái cấu hình đó là i5-8300 hoặc 8350U, RAM 8GB, SSD 256GB. Nếu mà để so sánh cùng cấu hình trên thị trường thì các dòng máy gaming nó sẽ đập chết chiếc máy này ở về nói về cấu hình nếu các bạn thích chơi game hay làm đồ họa. Ví dụ trong tầm tiền này thì chúng ta có thể mua được con i5-8300H, RAM 8GB và kèm theo cặp hình đó là GTX 1050, thậm chí là một GTX 1050 Ti. Nếu nói về mức đồ họa thì nó ngon hơn rất nhiều. Nhưng thưa các bạn, đó là những chiếc máy để chơi game, đó là những chiếc máy để làm đồ họa. Còn đây, nó là một chiếc máy doanh nhân trong phân khúc mỏng, nhẹ và đặc biệt. Nó phù hợp cho những người kinh doanh, phù hợp cho những người thích một chiếc máy bền bỉ, có trọng lượng nhẹ. Chiếc máy có 2 pin các bạn nha, dùng 6-8 tiếng. Các bạn chú ý là 6-8 tiếng sẽ cho trường hợp đó là độ sáng khoảng 60% màn hình kết nối wifi thôi. Còn nếu các bạn chỉ gõ soạn thảo văn bản không thì nó sẽ đạt được khoảng 7-8 tiếng. Còn nếu mà sử dụng liên tục màn hình sáng thì nó cũng chỉ trụ được khoảng 3 giờ rồi các bạn ạ. Các bạn chú ý cho mình là như vậy nhé. Máy này chống chỉ định cho các bạn mà thích chơi game, thích làm đồ họa chuyên nghiệp, bởi vì chiếc máy nó trang bị chip U và không có cặp đồ họa rời. Nó không phải dành cho các bạn, nó chỉ dành cho mấy anh em làm văn phòng, các anh em kinh doanh, các anh em mà cần một chiếc máy cơ động mỏng nhẹ việc chúng ta đi lại. Một cái thiết kế cực kỳ bền với tiêu chuẩn quân đội đó là FTD 810G thì chiếc máy T480S rất phù hợp cho các bạn vừa rồi mình nói các bạn nhé. Còn giá bán của nó thì thưa các bạn là cũng không hề rẻ đâu các bạn ạ. Gần 20 triệu đồng cho cái cấu hình như này. Còn nếu mà con i7 mình xách tay về thì đâu đó nó sẽ có giá ở phân khúc của tầm 23 triệu, không hề rẻ một tí nào. Vâng thưa các bạn, là chương trình đánh giá và giới thiệu chiếc máy đó là ThinkPad T480 của mình xin đây là khép lại. Có những sản phẩm gì độc đáo thì mình sẽ mang đây test, tư vấn và giới thiệu đến mọi người. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.